Hello, xin chào cả mọi người nhé. Cây giống đầu xuân năm mới thì bên mình giới thiệu mọi người đây, cây giống cau tứ thời tứ quý nhá, hay còn gọi là cau lùn tứ quý đấy ạ. Cây hiện tại bên vườn thì rất là xanh đẹp đấy. Cây thì có chiều cao tầm độ 20 phân nhé mọi người nhé. Về vườn bên mình về được số lượng gần 1000 cây nhá. Đây. Cây vẫn trong bên chuẩn bị rỡ ra. Mọi người có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ chúng mình nhé. Số điện thoại của mình là 0988 6 0 8 11. Mình có gửi hàng toàn quốc các tỉnh nha mọi người nhé. Cam kết với mọi người là chuẩn giống M1. Cây rất là xanh đẹp. Trái thì rất là sai mọi người nhé. Rồi, cảm ơn cả mọi người nhé.